Xin chào các bạn khán giả của chương trình Inside Sharing, mình là Hà và hôm nay mình rất là vui chia sẻ với các bạn biết là cuốn sách của Hà và Hằng đã hoàn thành. Thì cuốn sách này có tựa đề là Thinking 8 bí mật giúp bạn suy nghĩ tốt hơn. Thì 18 tháng vừa rồi Hà và Hằng phỏng vấn hơn 500 chuyên gia ở rất là nhiều nước khác nhau và hỏi họ một câu hỏi thôi, tức là làm thế nào để họ có thể phát huy được cái suy nghĩ của mình để biến họ thành những người mà nổi tiếng như vậy á. Thì những cái câu trả lời của họ tụi Hà sẽ đúc kết lại rồi thông qua cuốn sách này, thì là hy vọng các bạn sẽ có những giây phút đọc nó và hiểu hơn về cái gọi là suy nghĩ và làm thế nào mà mình có thể thực hành những cái cách để phát huy được cái khả năng suy nghĩ của mình lên một cái tầm cao mới. Hãy tìm đọc cuốn sách này nha, Thinking 8 bí mật giúp bạn suy nghĩ tốt hơn. Bye bye.